mẹ chồng quốc dân Lan Hương làm giám khảo tại DNAFFI, liên hoàn phim LHV châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023, DNAFFI quy tụ ban giám khảo nổi tiếng và uy tín. Với những cái tên như diễn viên điện ảnh, đạo diễn và biên kịch người Hàn Quốc Moon Seo-ji, mẹ chồng quốc dân nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, đạo diễn Victor Vũ. Liên hoàn phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023 với chủ đề DNAFF, nhịp cầu châu Á diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 5. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, VFDA, chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào tối mùng 9 tháng 5 tại Nhà hát Trưng Vương với chủ đề Mang Đà Nẵng đến châu Á và Mang châu Á đến Đà Nẵng. Tham dự DNAFFI có 26 bộ phim tham dự đến từ Việt Nam, trong đó có 4 phim về Đà Nẵng gồm 2 phim truyện, 2 phim tài liệu, 10 bộ phim đến từ châu Á, Thái Bình Dương. Điểm nhấn của liên hoan phim là sự tranh tài của các phim ở 2 hạng mục giải thưởng phim châu Á, ASEAN Film Award và hạng mục giải thưởng phim Việt Nam sẽ được hội đồng giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam và quốc tế thẩm định, tuyển chọn trao 12 giải thưởng chính thức. Điểm nhấn của DNAFFI là việc tranh tài của các phim ở 2 hạng mục giải thưởng phim châu Á, ASEAN Film Award và hạng mục giải thưởng phim Việt Nam với hội đồng giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam và quốc tế. Cụ thể, với hạng mục phim châu Á dự thi, chủ tịch ban giám khảo là bà Moon Seo-ji, diễn viên điện ảnh, đạo diễn và biên kịch người Hàn Quốc. Thành viên ban giám khảo gồm nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch Phan Đăng Di, Việt Nam, đạo diễn, biên kịch Adilkhan Zerzanov, Kazakhstan và ông Tiffen Zener, phó chủ tịch truyền thông khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ. Với hạng mục phim Việt Nam dự thi, chủ tịch ban giám khảo là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Victor Vũ với các thành viên ban giám khảo gồm nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch Aditya Asarat, Thái Lan, nhà sản xuất Julia Evinabara, Indonesia và biên kịch Trần Khánh Hoàng. Trong khi đó, tại giải NSTPAC, chủ tịch ban giám khảo là bà Binapol, đồng chủ tịch NSTPAC. Thành viên ban giám khảo là bà Lý Phương Dung, phó cục trưởng cục điện ảnh và đạo diễn, biên kịch Osip Rustamov, Azerbaijan. Chương trình chiếu phim không dự thi bao gồm chương trình chiếu phim điện ảnh Việt Nam hôm nay, chương trình chiếu phim tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản, chương trình chiếu phim về Việt Nam, chương trình chiếu phim về Đà Nẵng và chương trình chiếu phim ngoài trời trong 3 đêm. Vé xem phim được ban tổ chức phát trong khung thời gian từ 10 giờ đến 20 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 tại rạp Galaxy Đà Nẵng, tầng 3 Cosmat, 478 Điện Biên Phủ, Thành Khê, Đà Nẵng và tại rạp chiếu phim Lê Độ, 46 đường Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng cho những phim chiếu tại rạp Lê Độ và rạp CGV Vincom. Các buổi chiếu phim tại công viên Apex sẽ mở cửa rộng rãi chào đón khán giả xem phim mọi lứa tuổi. Phát biểu tại buổi họp báo công bố sự kiện chiều mùng 8 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, với mong muốn tạo dựng thêm thương hiệu sự kiện, khẳng định vị thế điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023 là sự kiện mang tầm quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, tạo cơ hội trao đổi, xúc tiến và kết nối trong tương lai cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, đồng thời phục vụ cho công chúng yêu mến bộ môn nghệ thuật thứ bảy.